giá trị tư tưởng trong bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 sẽ luôn là ngọn cờ, kim chỉ nam cho dân tộc Việt Nam trên con đường xây dựng và gìn giữ độc lập, tự do, hạnh phúc. Thành phố Thủ Dầu Một tổ chức các chuỗi hoạt động sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Bình Dương đã và đang nỗ lực để nâng cao về số lượng và chất lượng, nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình chuyển đổi số. Tin thế giới, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã đến thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác Trung Quốc - Châu Phi diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 tới. Xin kính chào quý vị, vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương tối nay thứ Hai, ngày 2 tháng 9. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Kính thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9 cũng là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tổ chức kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng nhớ 55 năm ngày mất của Người, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Kính thưa quý vị, đúng ngày này cách đây 79 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bản tuyên ngôn độc lập ngắn gọn nhưng chứa đựng những nội dung bất hủ, không chỉ có giá trị lịch sử đối với dân tộc Việt Nam mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc. Từ bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ và bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp, bản tuyên ngôn 2 tháng 9 1945 đã nêu ra một chân lý lịch sử. Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bác Hồ lấy một cái đoạn mà rất là chân lý đó, là con người khi sinh ra thì được quyền sống, được quyền học hành và mưu cầu hạnh phúc cho mình. Tuyên ngôn độc lập là cơ sở pháp lý vững chắc, không chỉ khẳng định chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam trước thế giới, mà còn mở ra một thời kỳ mới của dân tộc ta, nhân dân ta trên con đường xây dựng và phát triển, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là sự phát triển đến đỉnh cao của tư tưởng độc lập, tự do, đã được thể hiện trong đường cách mệnh, trong chánh cương vắn tắt, trong luận cương chính trị, trong các văn kiện khác của Đảng, cũng như mặt trận Việt Minh. Đây là kết tinh những quyền lợi cơ bản và những nguyện vọng thiết tha nhất của nhân dân Việt Nam, là biểu hiện hùng hồn khí phách, bản lĩnh kiên cường, ý chí bất khuất của dân tộc ta. Bác Hồ của chúng ta đọc tuyên ngôn độc lập. Và trong tuyên ngôn độc lập ấy, Người đã chứng minh rằng cuộc cách mạng Việt Nam, cuộc cách mạng tháng 8 về độc lập dân tộc ấy, nó đi hợp đúng với trào lưu văn minh của nhân loại. Ở đầu Hồ Chí Minh nói rằng, trích những câu nói trong hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của nước Mỹ 1776 và của nước Pháp 1789. Tất cả con người sinh ra ai cũng có quyền bình đẳng. Tạo hóa đã cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Đó là quyền được sống, quyền mưu cầu hạnh phúc. Con người ta phải được tự do bình đẳng và phải được tự do bình đẳng. Đó là lẽ phải. Đó là một chân lý. Và từ đó Hồ Chí Minh suy rộng ra dân tộc, tất cả các dân tộc cũng phải được bình đẳng. Bản tuyên ngôn khẳng định các dân tộc dù nhỏ hay lớn vẫn phải được độc lập. Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã trở thành sức mạnh to lớn, đưa toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn thách thức. Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giành được nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã khẳng định, với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
Bước vào thập niên thứ ba của thế kỷ 21, cho đến khi toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 100 năm ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và 100 năm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tình hình thế giới sẽ tiếp tục còn nhiều thay đổi rất nhanh chóng. Diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng tới sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhưng chắc chắn, giá trị tư tưởng trong bản tuyên ngôn độc lập sẽ luôn là ngọn cờ, kim chỉ nam cho dân tộc Việt Nam trên con đường xây dựng và giữ gìn độc lập, tự do, hạnh phúc. Hòa chung trong không khí tưng bừng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân cả nước đón chào kỷ niệm 79 năm ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2024, một mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc. Sáng nay, tại thành phố Thủ Dầu Một đã diễn ra nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, thể thao nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí và sinh hoạt của nhân dân trong kỳ nghỉ lễ. Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tổ chức lễ ra mắt đưa vào hoạt động tháp cánh hoa dầu, biểu trưng của vùng đất Thủ Dầu Một, Bình Dương. Tham dự có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một cùng đông đảo người dân và du khách. Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức nhấn nút ra mắt tháp canh biểu tượng cánh hoa dầu thành phố Thủ Dầu Một, đặt tại phố đi bộ Bạch Đằng, cạnh bờ sông Sài Gòn, thuộc địa bàn phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một. Ngay sau đó, các đại biểu đã cùng nhau lên đỉnh tháp để nhìn toàn cảnh sông Sài Gòn cũng như đô thị thành phố Thủ Dầu Một từ trên cao, đồng thời tham quan nhiều hình ảnh về danh lam thắng cảnh, làng nghề truyền thống của vùng đất và con người đất thủ xưa và nay. Tháp hoa dầu có thiết kế độc đáo với phần chân đế hình trái dầu. Phần thân có hai cánh hoa dầu bằng thép, mỗi cánh dài 21,6 mét. Thân tháp có đường lên, được mô phỏng tháp đồng hồ ở chợ Thủ Dầu Một. Phần trên cùng của đỉnh được lắp cột cờ Tổ quốc. Sự kiện ra mắt cánh hoa dầu của thành phố Thủ Dầu Một nhân dịp lễ 2 tháng 9, đây là một sự kiện rất là quan trọng. Đây là cách nhận diện riêng của thành phố Thủ Dầu Một. Đây là công trình trọng điểm để chào mừng ngày lễ lớn, đặc biệt qua quá trình xây dựng cũng như là mở cửa, cũng như là để đón cho khách tham quan nhân dịp 2 tháng 9, một nét nhận diện riêng của thành phố Thủ Dầu Một nhằm quảng bá hình ảnh của Thủ Dầu Một đến với các bạn bè khi đến tham quan thành phố Thủ Dầu Một. Rất là tự hào là khi mà khách du lịch người ta tới Bình Dương thì người ta sẽ biết được ở đây cái biểu tượng của Bình Dương của mình là cánh hoa dầu. Giống như là mỗi nơi sẽ có một cái biểu tượng khác nhau. Thì nhắc tới Bình Dương thì chúng ta sẽ nhắc tới cánh hoa dầu. Đây cũng là một cái nơi mà để như là cuối tuần này, những dịp lễ nè, thì tất cả mọi người thì chung vui về đây, chúng ta có thể là vui chơi, chụp ảnh. Cánh hoa dầu này rất là đặc biệt, có nghĩa là người dân có thể là lên tới đỉnh để mà ngắm cảnh toàn thành phố Thủ Dầu Một, nhất là cảnh về đêm. Mình có thể là thấy cảnh không gian của thành phố của mình rất là tuyệt vời. Trong dịp lễ năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đã lắp đặt hệ thống Wi-Fi tốc độ cao, phục vụ miễn phí 24/24 toàn bộ tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, nhằm phục vụ tốt nhu cầu tham quan vui chơi của du khách khi đến với thành phố. Cũng trong sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. Nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, mua sắm của người dân và du khách, cũng như quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm của địa phương đến với du khách, trong dịp lễ 2 tháng 9 này, thành phố Thủ Dầu Một tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu và mua bán sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương. Tham gia không gian này có 9 đơn vị chủ thể với 61 sản phẩm OCOP thuộc lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp tiêu biểu của thành phố Thủ Dầu Một. Trong đó chủ yếu là các mặt hàng sản phẩm sơn mài mỹ nghệ, gốm sứ truyền thống, hàng nông sản, thực phẩm các loại. Khi tham quan, mua sắm tại đây, người dân và du khách còn được các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tư vấn trực tiếp về lợi ích tiêu dùng các sản phẩm an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe và môi trường để người dân và du khách hiểu thêm về các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương. Tại buổi tham quan, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã đánh giá cao sự nỗ lực tổ chức xây dựng sản phẩm OCOP thuộc lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp của chính quyền địa phương cũng như doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, góp phần tích cực vào kích cầu tiêu dùng hàng hóa nội địa và là hành động cụ thể hóa cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tại Hoa viên Bạch Đằng, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, giải đua thuyền truyền thống mở rộng năm 2024 đã diễn ra với không khí phấn khởi. Hội thi nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, tuyên truyền quảng bá hình ảnh và các thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một Nguyễn Văn Đông cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Giải đua thuyền năm nay quy tụ hơn 100 vận động viên từ 8 đội thuyền, bao gồm 4 đội từ các phường của thành phố Thủ Dầu Một, 3 đội từ thành phố Tân Uyên và 1 đội từ thành phố Thuận An. Các đội đã tranh tài ở hai cự ly thi đấu 500m tốc độ đường thẳng và 1000m đường trường trên sông Sài Gòn. Với hy vọng là thành phố Thủ Dầu Một sẽ phát triển bộ môn đua thuyền và đặc biệt là phát triển phong trào thể dục thể thao, đặc biệt là thực hiện nghị quyết 22 của thành ủy Thủ Dầu Một về phát triển phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao năm 2025 định hướng đến năm 2030. Nhiều người dân và du khách tập trung ở bên sông Sài Gòn để xem giải đua tạo nên một không khí thi đua sôi nổi, góp phần quảng bá hình ảnh và các thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương, đồng thời thúc đẩy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Cũng mong năm nào cũng có tổ chức về cho bà con rồi có dịp để giải trí. Mọi năm cứ tới lễ 2 tháng 9 về tỉnh Bình Dương mình lúc nào cũng là duy trì để mà vận động thi đồ như vậy là rất là hồ hởi. Lễ hội năm nay diễn ra trong không khí sôi nổi với đông đảo người dân đến xem và cổ vũ. Sự hào hứng và nhiệt tình của người dân và du khách đã tạo nên một bầu không khí rộn ràng, góp phần làm nên một ngày hội đáng nhớ và ý nghĩa trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Để bảo đảm thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Chi cục Hải quan Bình Dương và các chi cục đã bố trí cán bộ công chức trực đầy đủ tại các vị trí, sẵn sàng hỗ trợ thông quan nhanh nhất cho doanh nghiệp. Trong suốt thời gian nghỉ lễ, Cục Hải quan Bình Dương đã tạo điều kiện thuận lợi thông quan nhanh chóng đối với các lô hàng xuất nhập khẩu làm thủ tục tại đơn vị. Các chi cục đều bố trí cán bộ công chức trực giải quyết thủ tục thông quan, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, phát sinh theo yêu cầu của doanh nghiệp. Đơn vị chủ động nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời xử lý giải quyết công việc, tình huống phát sinh, đảm bảo thông quan hàng hóa nhanh nhất cho doanh nghiệp. Trong ngày 31 tháng 8 và 1 tháng 9, Cục Hải quan Bình Dương đã làm thủ tục cho 249 doanh nghiệp với hơn 2.000 tờ khai xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch 52 triệu đô la Mỹ. Từ cái số liệu thu của 9 tháng đầu năm thì chúng ta có thể thấy là doanh nghiệp đang tăng tốc trong cái việc nhập khẩu nguyên liệu. Nhập khẩu nguyên liệu nhiều thì cái thu thuế nhiều thì họ nhập nhiều để họ chuẩn bị họ cái lượng xuất khẩu rất là lớn để mà phục vụ trong cái dịp Tết xuất khẩu ra nước ngoài. Do đó cái kim ngạch xuất khẩu thì sẽ tăng, tiếp tục tăng vào những tháng cuối năm. Thì chi cục với cái kế hoạch đã vạch đầu năm và có những cái điều chỉnh theo tình hình thực tế thì ngoài cái việc mà quản lý rủi ro, quản lý doanh nghiệp, tránh mà gian lận thương mại, thì chi cục sẽ tăng cường thêm cái công tác cải cách hiện đại hóa, làm sao mà cho doanh nghiệp càng ngày càng thuận lợi hơn. Thời điểm này, doanh nghiệp tăng tốc sản xuất phục vụ nhu cầu thị trường hàng hóa cuối năm, nên kinh tế tiếp tục đà phục hồi, doanh nghiệp có nhiều đơn hàng sản xuất nhiều hơn. Do vậy, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 này, nhiều doanh nghiệp sản xuất đã sắp xếp lịch làm việc linh hoạt để công nhân vừa có ngày nghỉ lễ bên gia đình mà doanh nghiệp vẫn đảm bảo tiến độ đơn hàng. Với số lượng đơn hàng tăng 20% so với năm trước, công ty này đã tuyển được thêm 700 công nhân để đào tạo chuẩn bị đưa vào vận hành khu xưởng mới và đang tiếp tục tuyển dụng thêm 200 công nhân. Những ngày nghỉ lễ, nhà máy vẫn tiếp tục sản xuất, vẫn phải nhập nguyên liệu và giao hàng cho đối tác. Các thủ tục thông quan kịp thời, nhanh chóng. Nhu cầu sử dụng của khách hàng tăng, cái lượng đơn hàng xuất khẩu của chúng tôi trong năm nay tăng nhiều so với năm ngoái. Cho nên là trong những ngày lễ như thế này thì chúng tôi vẫn phải bố trí công nhân viên để tham gia các cái hoạt động sản xuất như bình thường. Và vì cái lượng đơn hàng tăng cho nên là cái lượng tờ khai, những cái hoạt động thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của chúng tôi cũng tăng hơn so với các năm trước. Và trong những ngày lễ này thì vẫn phải đảm bảo nguyên liệu cho hoạt động sản xuất, thì chúng tôi vẫn phải làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng từ nước ngoài trở về. Tạo điều kiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu thuận lợi ngay trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh sẽ giúp lưu thông hàng hóa, góp phần tăng tốc những tháng cuối năm, thời điểm sôi động nhất phục vụ thị trường hàng hóa trong dịp Tết Dương lịch 2025 và Tết Nguyên đán. Dự báo trong thời gian tới, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng tăng, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thông quan hàng hóa,
Cục Hải quan Bình Dương tiếp tục bố trí cán bộ công chức trực làm việc ngày thứ Bảy, đảm bảo phục vụ nhu cầu xuất khẩu của doanh nghiệp. Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030, hướng tới mục tiêu kép là vừa phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có năng lực vươn ra toàn cầu. Trong hành trình đó, nhân lực số đóng vai trò cốt lõi, quyết định sự thành công của quá trình chuyển đổi số quốc gia. Vì vậy, Bình Dương đã và đang nỗ lực để nâng cao về số lượng và chất lượng, nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình chuyển đổi số. Nguồn nhân lực số có năng lực làm chủ thiết bị công nghệ số, có tư duy đột phá, sáng tạo, có khả năng thích ứng nhanh với môi trường lao động và sự biến đổi của khoa học công nghệ. Nhân lực số giữ vị trí then chốt để thực hiện chuyển đổi số thành công. Tuy nhiên, cùng với nhiều địa phương khác trong cả nước, nguồn nhân lực số của cả nước nói chung và Bình Dương nói riêng đang rất thiếu. Trong chuyển đổi số là quyết định đó là nhân lực. Nhân lực ở đây bao gồm cả nhân lực của người triển khai chuyển đổi số cũng như nhân lực của người sử dụng các cái tiện ích từ chuyển đổi số. Vì vậy là các cơ quan tổ chức, đặc biệt là Bình Dương chúng ta thì cần quan tâm nhiều hơn nữa cho cái nhân lực về chuyển đổi số nói chung và nhân lực về an toàn an ninh mạng nói riêng. Với mục đích tăng cường nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số tại nước ta, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 146 ngày 28 tháng 1 năm 2022 về việc phê duyệt đề án nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Vì vậy, trong thời gian qua, tỉnh Bình Dương đã có nhiều nỗ lực trong quá trình nâng cao về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực. Tỉnh cũng đã ban hành được cái kế hoạch về việc mà kiện toàn cái bộ máy có tổ chức nhân lực để làm cái công tác chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước. Thì trong cái phiên bản mà kế hoạch lần thứ hai chuẩn bị ban hành đây thì sẽ đưa ra những cái nhiệm vụ cụ thể, quy định những cái cơ quan chuyên trách về chuyển đổi số và từ 3 cấp. Cụ thể, trong hơn 2 năm qua, Bình Dương đã triển khai bồi dưỡng phổ cập kiến thức, kỹ năng số, an toàn thông tin cho cán bộ công chức viên chức, tổ công nghệ số cộng đồng và người dân thông qua nền tảng học trực tuyến Mở Đại Trà MOOCS. Đến nay đã tổ chức được 45 lớp, khởi tạo tài khoản cho 3.500 học viên và số lượng học viên tham gia học là 15.000 học viên. Toàn tỉnh cũng thành lập hơn 600 tổ công nghệ số cộng đồng với gần 4.200 người tại tất cả các khu ấp trên địa bàn tỉnh. Kiện toàn bộ máy tổ chức cái năng lực cái chuyển đổi số để mà đảm bảo là có cái vị trí, có cái chức năng của cái từng cơ quan, từng người một trong cái việc mà tham gia trong cái chuyển đổi số. Cái thứ hai là về công tác tập huấn đào tạo, rồi thông qua cái tổ công nghệ số cộng đồng để phổ biến đến từng người dân một, mỗi người dân có thể là hiểu được cái công nghệ số. Để giải bài toán nhân lực công nghệ thông tin, tỉnh Bình Dương đang tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, cán bộ công chức viên chức, đặc biệt cử cán bộ có năng lực tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu, phù hợp với chuẩn trong nước và quốc tế về quản trị mạng, an toàn, bảo mật thông tin, xây dựng chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm tăng cường, giữ chân cán bộ có trình độ chuyên môn cao về công nghệ thông tin để phục vụ ngày càng tốt hơn quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Những ngày qua, trời mưa liên tục khiến cho nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ngập cục bộ, nhiều phương tiện của người dân bị chết máy giữa đường. Trước tình hình trên, lực lượng chức năng các địa phương triển khai nhiều tổ công tác, nỗ lực hỗ trợ người dân lưu thông thuận lợi, an toàn khi trời mưa. Nổi bật, Công an thành phố Thủ Dầu Một huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều mũi, có mặt tại các điểm ngập nặng như ngã Ba Cống, đường Thích Quảng Đức, cầu Ông Đành, cầu Bà Hên, đường Cách Mạng Tháng 8, chợ Cá. Nhiệm vụ của lực lượng là kịp thời phát hiện và hỗ trợ người dân di chuyển phương tiện xe mô tô và ô tô bị chết máy do nước ngập đến nơi an toàn, gọi xe cứu hộ đến đưa phương tiện về sửa chữa. Hiện tại không chỉ thành phố Thủ Dầu Một, công an các địa phương như thành phố Bến Cát, Thuận An, Dị An trực chiến 24/24, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần thiết. Đây là việc làm thiết thực, phát huy vai trò vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ công an, đặc biệt là dự báo trời mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới. Theo các chuyên gia khí tượng, sáng nay 2 tháng 9, bão Yagi có xác suất tới 90% sẽ đi vào Biển Đông. Đây sẽ là cơn bão số 3 trên Biển Đông kể từ đầu năm đến nay và là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm.
Cường độ mạnh nhất của bão Yagi có thể đạt cấp 15, tương đương sức gió 213 km/h. Bão Yagi dự kiến sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Bắc Biển Đông từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 7 tháng 9, với sức gió mạnh nhất tới cấp 14, cấp 15, giờ cấp 16, cấp 17. Trước đó, đêm 1 tháng 9, bão Yagi đã hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ở phía đông của miền trung Philippines và đã được đặt tên quốc tế là Yagi. Các chuyên gia khí tượng cho biết, với điều kiện hiện tại, cơn bão này nhiều khả năng sẽ tiếp tục mạnh lên khi đi vào Biển Đông. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2024, lãnh đạo nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba, Liên bang Nga, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Trong điện mừng, lãnh đạo Lào nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào tự hào và vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào, Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cây Sỏn Phong Vi Hãnh và Chủ tịch Sao Phảnh Nao Võng kính yêu gây dựng, tiếp tục được giữ gìn và vun đắp. Các lãnh đạo Lào chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục giành được những thành tựu mới. Lãnh đạo Trung Quốc tin tưởng, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục thành công trên con đường xã hội chủ nghĩa, phù hợp với tình hình đất nước. Lãnh đạo Campuchia chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên mọi lĩnh vực mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua và tin tưởng Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Ngày 2 tháng 9, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã đến thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc Châu Phi, FOCA. Diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9, hội nghị thượng đỉnh FOCAC có chủ đề chung tay thúc đẩy hiện đại hóa và xây dựng cộng đồng Trung Quốc Châu Phi cấp cao cùng chung tương lai. Nhiều nguyên thủ quốc gia Châu Phi sẽ dẫn đầu phái đoàn chính phủ của họ đến tham dự hội nghị. Riêng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres dự kiến sẽ hiện diện tại sự kiện này với tư cách khách mời đặc biệt. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đọc diễn văn quan trọng khai mạc hội nghị thượng đỉnh FOCAC vào ngày 5 tháng 9. Sau khi quân đội Israel thông báo phát hiện 6 thi thể trong đường hầm ở dải Gaza được xác định là những con tin bị Hamas bắt cóc hồi tháng 10, 2023, hiện Israel đang chìm trong làn sóng bất ổn gia tăng. Chủ tịch công đoàn Histadrut của Israel đã ra lệnh đình công toàn diện từ 6 giờ sáng nay 2 tháng 9 để thể hiện sự ủng hộ và thúc đẩy thỏa thuận giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas, đảm bảo việc thả các con tin ở Gaza. Theo Chủ tịch công đoàn Histadrut, ông Anon Badavik, việc đàm phán thỏa thuận ngừng bắn không tiến triển do những cân nhắc chính trị và là điều không thể chấp nhận được. Trong khuôn khổ cuộc đình công, tất cả các chuyến bay cất cánh và hạ cánh tại sân bay quốc tế Ben Gurion tại Tel Aviv sẽ dừng lại từ 8 giờ sáng 2 tháng 9. Trước đó một ngày, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tìm được thi thể của 6 con tin từ một đường hầm ngầm ở khu vực Rafah thuộc dải Gaza. IDF cho rằng những con tin này đã bị sát hại không lâu trước đó. Phong trào Hồi giáo Hamas cho biết những con tin đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel. Vụ việc lần này làm dấy lên làn sóng phản đối và kêu gọi biểu tình phản đối Thủ tướng Netanyahu với cáo buộc nhà lãnh đạo Israel không nỗ lực đưa các con tin trở về trong thỏa thuận với Hamas nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 11 tháng qua. Tại Gaza, chiến dịch tiêm vaccine phòng bại liệt cho trẻ em dưới 10 tuổi đang được triển khai trong sự phối hợp giữa giới chức y tế địa phương cùng với Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi chính phủ. Chiến dịch này diễn ra từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9. WHO cho biết mục tiêu là cung cấp vaccine phòng bệnh bại liệt dạng uống cho khoảng 640.000 trẻ em dưới 10 tuổi tại 392 địa điểm. Trẻ sẽ cần uống vaccine này theo hai liều cách nhau khoảng 4 tuần. Văn phòng WHO tại khu bờ Tây và Gaza cho biết hai đợt tiêm vaccine đầu tiên sẽ được thực hiện từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều theo giờ địa phương tại khu vực trung tâm Gaza trong 3 ngày. Tiếp theo lần lượt đến khu vực phía Nam và phía Bắc dải Gaza. Mỗi đợt cũng diễn ra trong 3 ngày. Chiến dịch tiêm vaccine sẽ kéo dài đến hết ngày 12 tháng 9 tại Deir al-Bala, Khan Yunis, thành phố Gaza và các khu vực phía Bắc. Người dân tại hai bang miền đông nước Đức là Thuringen và Sachsen vừa đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương. Đây là bài toán thử thách đối với liên minh cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz khi phe cực hữu đang chiếm ưu thế.
dựa trên kết quả các cuộc thăm dò ý kiến cử tri khi rời khỏi phòng bỏ phiếu và kiểm phiếu một phần, các đài truyền hình của Đức dự báo đảng cực hữu sự lựa chọn vì nước Đức AfD giành chiến thắng ở bang Thuringen với tỷ lệ ủng hộ từ 32,8% đến 33,4%. Trong khi Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Trung hữu CDU được dự báo sẽ giành vị trí thứ hai với 23,8%. Giới phân tích nhận định tuy kết quả cuộc bầu cử địa phương lần này sẽ không gây ra nhiều xáo trộn cho chính trường Đức, nhưng đây cũng sẽ là những quả bom nổ chậm và sẵn sàng phát nổ vào kỳ bầu cử quốc hội Đức tiếp theo, dự kiến vào tháng 9 2025. Ngoài ra, nếu kết quả bầu cử đúng như dự kiến trong các cuộc thăm dò, thì những gì mà đảng cực hữu AfD đạt được sẽ đưa đảng này trở thành lực lượng chính trị có khả năng thách thức các đảng truyền thống đang liên minh nắm quyền tại Đức. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị tiếp tục có những ngày nghỉ lễ nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.